Chào mừng các bạn đến với thế giới máy chế biến gỗ Quách Duy. Hôm nay giới thiệu cho các bạn loại máy, đây là máy cắt hai đầu. Các bạn thấy hết sức đơn giản không? Chỉ cần đưa phôi lên rồi kẹp xuống là đẩy lên tới hai bên dao sẽ cắt thôi. Đây, chúng ta cùng tìm hiểu cơ cấu của cái máy này nha. Bộ phận của nó gồm có một cây kẹp ở trên kẹp xuống. Khi mà người công nhân đưa phôi vào đó, hạ xi lanh xuống là xi lanh sẽ giữ hơi vô cùng chắc chắn và cứng cáp nha. Đó. Sau khi đó chỉ cần cầm hai cái tay đẩy hai bên đẩy vào là lưỡi cưa sẽ cắt và xén hai đầu bằng phẳng đó. Mọi người xem qua, nếu muốn mua máy hãy liên hệ số hotline 0903600113 hoặc đến địa chỉ ở 401 Tô Ngọc Vân, khu phố 1, phường Thạnh Xuân, quận 12 để xem máy.